Kadokawa. Uống nước không? Sẵn sàng. Chính phủ các người đã bỏ chạy cả rồi. Hãy để chúng tôi đi. Hãy để chúng tôi ra đi. Ông quân cũng đã bỏ cuộc rồi. Hãy để chúng tôi ra đi. Đừng chống cự vô ích nữa. Hãy để chúng tôi ra đi. Không ai được ra khỏi thành phố. Các anh em xông lên. Hãy để chúng tôi ra đi.
Hãy mau đến bờ hồ đi. Đừng uống, có thể nó có độc đó. Giật. Mùi gì thế nào hả? Ngon lắm. Ngon tuyệt. Làm gì vậy hả? Cái này ngon lắm. Thông báo, hãy tìm kiếm và bắt giữ bọn lính Trung Quốc. Lối này. Dân. Chặn chiếc xe đó lại. Có ai trong số các anh biết tiếng Anh không? Người Đức. Bỏ súng xuống đi. Kadokawa, người xem hắn nói gì. Anh nói được tiếng Đức hay tiếng Anh? Tôi học trong nhà thờ. Tôi muốn được nói chuyện với chỉ huy cấp cao của anh. Chỉ huy cấp cao à? Vâng, chỉ huy cấp cao của anh. Ông ấy muốn gặp chỉ huy cấp cao. Chúng tôi cũng muốn gặp chỉ huy cấp cao lắm. Đây là khu vực an toàn. Chúng tôi chỉ tạm lánh ở đây. Là bạn cả. Đi thôi. Anh phải học lại tiếng Anh đấy. Đi thôi. Chờ đã, xin chờ chút. Mau lên đi thôi, chờ chút đã. Trung sĩ, hình như có ai đang đến. Chú ý nhé. Nhanh lên, cờ quân tiếp diện, nhanh lên. Là lính Trung Quốc. Lính Trung Quốc. Ah!
Đằng kia kìa, lính Trung Quốc ở đằng kia kìa. Lính Trung Quốc ở đằng kia kìa. Ngồi xuống, ngồi xuống ngay, nhanh lên. Một trăm ba mươi lăm, 136, 140. Đừng bắt anh ấy mà. Cà đặt qua, đến đây mau lên. Không được đến đây. Có chuyện gì vậy? Tôi cũng không biết nữa. Kadokawa, nhanh lên. Em gái, ban ngày ban mặt mà hành lý các anh như thế. Không sao mà. Cảm ơn nha. Con gái à? Cha. Ông Đường, ông về rồi à? Giường của ông đã được thu dọn rồi. Cảm ơn ông nhé. Nếu ông cần gì cứ gọi tôi. Dân cảm ơn bà. Vất vả cho em quá. Dọn sạch rác rưởi nha. Dân, tôi đang làm đây. Con đi chơi với ai thế? Tối nay chúng ta ngủ thế nào đây? Tránh ra đi. Em bố trí cũng khá đấy chứ. Nam Kinh có gì không? Bọn em làm việc cho người Đức mà. Không sao đâu. Lương tháng này đâu? Chú ý, cùng kéo. 1, 2, 3. Dừng lại, đừng chạm vào chỗ đó. Dạ. Báo cáo, mọi thứ đều ổn. Bọn khốn, canh chừng nha. Bọn Trung Quốc, nằm xuống. Tránh ra mau. Bọn Trung Quốc, ở trên đó coi chừng sau lưng. Chúng ta đã bị bao vây.
Mosira Kadolawa. Ra khỏi đây ngay. Chúng ta sẽ tấn công từ bên trái. Chỗ này nguy hiểm quá, anh đi trước đi. Lối lên ở đây này. Đi. Mẹ kiếp. Số gì? Súng. Mau lấy thêm đạn đến đây.
Suzy. Chúng ta không thể chống cự. Hãy đầu hàng đi. Để nó cho tôi. Kadokawa. Và leo lên đó. Nhanh lên. Cẩn thận nha. Đi. Giết sạch bọn lính Trung Quốc. Có thể có lính Trung Quốc trên đó. Nạp đạn đi. Bắn. Tiến về phía trước. Kadokawa. Anh ổn chứ? Tôi không sao.
cửa nhé. Tuyệt lắm, chúng ta đã sắp toàn thắng rồi. Nào, đưa tay cho tôi. Lấy hết mọi thứ đi nhé. Đây toàn là đồ tốt đó, có vẻ rất đắt tiền. Bên này, nhanh lên. Bắn. Đi đi. Nhanh lên. Mày đang nhìn vào địa ngục hả? Chúng tôi đã bắt giữ được hơn 500 tên lính Trung Quốc. Tốt lắm. Mày đang nhìn gì hả? Nhanh lên. Mày đang nhìn cái gì chứ? Hãy đến đây giúp giới. Chúng tôi cần thêm người qua đây. Tạc giống vậy. Đứng lên. Đằng sau quay. Đằng sau quay. Tiến về phía trước. Đi.
Bắn! Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Khốn kiếp. Đứng lên.
Trung Quốc muôn năm, Trung Quốc không bao giờ bị tiêu diệt. Mỗi người một cái, đừng chen lấn. Sao lại quảng hốt như vậy? Từ từ nói, không cần gấp gáp đâu. Đừng lấy nhiều quá. Thưa cô không được lấy nhiều, mỗi người được một cái thôi. Cái gì? Bỏ tôi ra. Phải công bằng chứ. Quay lại ngay. Cô Trương, anh vẫn còn sống à? Ừ. Có bao nhiêu người bị hành hình? Tất cả đều chết hết. Chỉ có hai chúng tôi thoát chết thôi.
Sẵn sàng. Làm tốt lắm. Sẵn sàng. Làm tốt lắm. Futura, đến lượt tôi. Sẵn sàng. Tuyệt quá. Tôi muốn ăn lẩu. Lẩu ngon lắm đó. Tôi muốn ăn khoai lang. Món khoai mẹ anh làm rất ngon. Đúng vậy. Chắc mẹ anh hạnh phúc lắm nhỉ. Tôi nghe nói anh sẽ được thăng chức. Tôi sao? Đó là phần thưởng cho anh đó. 1, 2, 3, 4. Nhớ nhà quá. Eno, anh nhảy như là cô gái vậy đó. Vào đây nào. Anh sẵn sàng cho lễ hội chưa? Chưa. Anh phải học nhảy đó. Ừ. Mẹ kiếp, lạnh quá. Lạnh chết đi được. Chuyền bóng cho tôi nào. Có vài cô gái Nhật Bản vừa đến. Họ rất dễ thương. Xin chào. Chờ một chút nha. Được rồi. Đưa nó cho tôi. Xin lỗi. Lần đầu tiên à? Đến đây nào. Cởi đồ của anh đi. Tên tôi là Kadokawa. Trung sĩ, anh thấy thế nào? Tôi muốn cưới cô gái đó. Trung sĩ, tôi bị bệnh qua liễu đó. Anh có biết bệnh qua liễu là gì không? Bạn bè. Trong tiếng Nhật, bạn bè được gọi là tomodachi. Tôi là một thường dân. Chú hãy đọc đi. Tôi là một thường dân. Cô à, cô hãy đọc đi nào. Tôi là một thường dân. Tốt lắm, cô bé. Hãy đọc thử đi. Ba con nè. Em gái, em hãy đọc thử đi. Đừng quấy rầy nữa. Tôi thắng rồi.
Cha ơi, có tiếng súng ngoài kia. Yên nào. Đó chỉ là pháo mừng năm mới thôi. Đi ngủ đi. Xin lỗi. Đừng xuống dưới. Ôi trời ơi, dừng lại đi. Đứng yên. Tránh ra, tránh ra. Có biết thế nào không? Đừng chạm vào tôi. Không. Dừng lại. Dừng lại ngay. Đi khỏi đây. Ngay là thằng nào hả? Là bạn mà. Một quan chức. Là bạn cả. Là hắn có phải không? Là hắn có phải không? Bạn bè cả mà. Đi thôi. Anh có thể nói tiếng Nhật à? Dân, chỉ một chút thôi. Anh làm nghề gì? Thư ký của ông Rabi. Đêm nay có bao nhiêu trẻ em bị cưỡng hiếp? 6 người, thưa ngài. Bắt đầu từ ngày mai. Bắt đầu từ ngày mai em và May hãy cải trang thành đàn ông đi nhé. Bồi hết sơn móng tay, son môi. Cô Trương à, cô hãy đến đây xem đi. Nhìn xem ba cô gái này. Tại sao cô không cắt tóc chứ? Cô không tốt à? Cô cũng để tóc dài mà. Chúng tôi là ngự ủy ban trung ương. Cắt tóc là để tốt các cô. Cô đừng không nên làm như thế. Tôi sẽ không cắt đâu. Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi phải dựa vào nó kiếm sống. Cô lại muốn ra đứng đường hả? Nếu không như vậy thì làm sao mà sống? Bà muốn làm cũng chẳng ai thèm đâu. Cô nói gì hả? Cô phải cắt tóc. Mang họ sang một bên đi. Đúng là ý hay. Anh thông minh thật. Đừng dọa chúng chứ. Đừng sợ nha. Nhìn nào. Để đây. Bọn Nhật Bản, mau trốn đi. Xin chào. Dễ thương thật đó. Nhìn kìa. Cô ấy đẹp quá. Dễ thương thật.
mẫu người mà anh thích đó. Vào đó chơi đi. Lấy lá cờ đó đi. Anh đang làm cái gì vậy? Họ đang đến đấy. Đi, chạy mau. Cút đi. Tôi gian sinh, ông thả con gái tôi ra. Bọn chúng trúng kế rồi. Đừng động vào cô ta. Cô ta chết rồi. Tiểu gia, chúc mừng năm mới. Chúc mừng. Tôi đến đây thăm cô. Xin mời. Đây là quà mừng năm mới. Cho tôi sao? Cá đóng hộp. Kẹo. Ngọt lắm đấy. Tôi rất thích bánh sốt. Rượu sake.
lại còn có mùi vị quê nhà nữa. Tôi cũng nhận thấy. Thành thật xin lỗi. Mời anh, bắt đầu đi. Tôi là Kadokawa. Xin mời, tiên sinh Kadokawa. Dân. Anh xong chưa vậy? Sao mà anh ngốc như thế? Phải nhảy giống như tôi đây này. Như vậy phải không? Này, đợi một chút. Chiến hữu. Không, tôi không biết hút. Hút đi nào. Bằng hữu à, ngon không? Xem đây, thuốc lá Nhật Bản đấy. Tôi không biết hút thật mà, cho anh hết đó. Chào ông Quách. Cảm ơn đường tiên sinh. Đường tiên sinh, sáng nay có hai tên đến Nhật Bản cầm hình của ngài đến đây tìm ngài đấy. Biết rồi. Anh còn nhớ lá thư tôi viết cho nguyên thủ không? Dân. Tôi nhận được thư hồi đáp của chính phủ rồi. Dân. Tôi nhận được lệnh phải lập tức quay về Đức. Họ nói hành vi của tôi bảo vệ cho dân tị nạn Nam Kinh, làm rạn nứt quan hệ tốt đẹp của hai nước Nhật Đức. Vậy thì sao? Sao à? Tôi không có sự lựa chọn. Tôi buộc phải trở về Đức, tiên sinh Brevi. Vậy còn tôi thì sao? Vợ tôi, con trai của tôi nữa, họ còn ở lại doanh trại. Chúng tôi trông chờ hết vào ngày. Xin lỗi. Tiên sinh Rabi, thật sự không dẫn chúng ta đi cùng sao? Sao ông ta lại như vậy? Toàn bộ chuyện làm ăn của ông ta là do anh làm ra. Nói đi thì đi. Chúng ta phải làm sao đây? Có đến tìm anh đi. Anh đi đâu vậy? Anh làm gì? Anh đi tìm cách giải quyết. Nếu lỡ gặp phải người Nhật thì mất mạng đấy. Anh về hãy đưa cho anh.
Xin mời. Đuổi hết dân tị nạn ra khỏi trại tị nạn, lập lại trị an. Còn nữa, tranh thủ thời gian xây ra các khu tự trị. Hiện nay kỷ luật quân đội loạn quá rồi. Tomita tiên sinh, đây là Đường Thiên Tường tiên sinh, đây là thư ký của tiên sinh Ravi. Xin quan nghênh. Còn nhớ lễ kết bái trên cầu cây. Cùng nhau học chung hơn 3 năm trời. Miu Miu, qua đây. Tâm đầu ý hợp, yêu thương nhau. Lòng thiếp sớm đã chọn Quynh, Lương Sơn Bá. Giơ tay ra. Nào. Tốt rồi. Cô giáo Khương. Còn nhớ cô đã thấy tôi có vết thẹo gần tay. Có nghĩa là trong khu vực an toàn vẫn còn quân Trung Quốc à? Phải, có rất nhiều thương binh. Cảm ơn Ngài Đường tiên sinh. Ngài đã giúp tôi rất nhiều. Xin hãy xem xét cẩn thận. Bây giờ chúng ta thật sự là bằng hữu rồi. Bằng hữu. Đừng cử động, đừng cử động, đừng phản kháng, tránh ra. Bọn chúng có súng. Đi mau. Lên nhanh lên. Mau lên. Mau vào trong. Chặn phía trước lại. Đứng lại. Đây là phòng của tôi. Tôi là người Mỹ. Tránh ra một bên. Mau vào trong. Đuổi người đàn bà này ra đi. Đi ra. Câm miệng. Các người muốn gì? Hoàng Vân muốn kiểm tra căn phòng này. Xin cô mở cửa cho. Đây là động vật Trung Quốc sao? Phải. Tôi đã từng nhìn thấy nó. Của cô à? Tôi học trong giáo hội.
Có thể cho tôi không? Cảm ơn. Trao nhiều người giấy. Chào anh. Bằng hữu. Mọi người không cần phải sợ. Các người cũng không cần khẩn trương. Thật sự Hoàng Quân đến đây để mượn một vài người phụ nữ đem về ăn cơm khiêu dũng. 3 ngày sau sẽ trả lại cho các người. Không thể nói như vậy được sao? Phụ nữ không thể cho mượn mà. Người là ai ở đây? Thư ký của tiên sinh Rabbi. Hắn là thư ký của Rabbi. Tránh ra. Chúng ta hợp tác với nhau mà. Đó là vợ tôi và em gái tôi đấy. Các người phải nói chữ tính chứ. Đừng tiên sinh. Đừng lôi tôi đi. Mẹ. Đường tiên sinh. Chị. Hắn đã từng đến khu vực an toàn. Hắn ta đã từng thấy những người phụ nữ mắt tô môi hồng. Ở Nhật Bản, chẳng lẽ những người phụ nữ tóc uống môi hồng đều là kỹ nữ cả sao? Cô ta nói Nhật Bản người phụ nữ nào trang điểm đều là kỹ nữ cả sao? Nếu chúng tôi từ chối, nếu như ông từ chối, họ sẽ phái quân đội tiêu hủy khu an toàn. Họ đã chiếm lĩnh Nam Kinh chỉ trong vòng 3 ngày. Chỉ cần 1 giờ có thể tiêu hủy cả. Ông rất rõ thực lực của họ mà. Các người không có quyền chọn lựa. Trung Quốc đã thua trong trận chiến này. Nam Kinh không còn là thủ đô của các người nữa. Người của cô báo cho họ biết nơi đây có giam giữ binh sĩ Trung Quốc và tàng trữ vũ khí. Vấn đề này nghiêm trọng rồi. Hôm nay 100 người phụ nữ sẽ rời khỏi chúng ta. Tôi rất xin lỗi. Hôm nay
sẽ có 100 phụ nữ sẽ rời khỏi chúng ta. Binh sĩ Nhật Bản đã uy hiếp chúng ta. Nếu chúng ta không giao ra, không giao ra 100 người phụ nữ, họ sẽ tiêu hủy trại tị nạn. Những người phụ nữ này sẽ trở thành những người phụ nữ này sẽ phục vụ cho binh lính Nhật Bản. Tất cả phụ nữ Nam Kinh đều đến đủ hết rồi. Tuyệt quá. Những người Nhật Bản này nói, sau 3 tuần sẽ trả các cô lại cho chúng tôi. Sự hy sinh của các cô sẽ đổi lại trại tị nạn thực phẩm mùng mền, than đá qua mùa đông. Có nghĩa là những đứa trẻ có thể sống được qua khỏi mùa đông. Thật xin lỗi. Tiên sinh Rabi, tôi đi. Người giơ tay hãy đứng lên phía trên. Tôi đi. Tôi đi. Đủ rồi. Thứ hai, ở đây có phụ nữ Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, quan quân được ưu tiên. Thứ ba, người sử dụng đưa tiền trước rồi nhận bao cao su để phòng ngừa bệnh tình dục. Thứ tư, về giá cả, phụ nữ Nhật Bản 5 đồng, Trung Quốc, Triều Tiên 2 đồng. Thứ năm, thời gian cho mỗi người là 15 phút. Ăn không? Cười lên nào. Cười xem. Cười đi.
Yuriko, tại sao cô ở đây? Xin lỗi. Kadokawa. Kadokawa. Anh xong rồi hả? Cảm ơn anh. Tù mò, tiếng Anh lớn quá vậy? Thoải mái quá. Báo cáo về lương thực để mai nói đi. Tiên sinh Tomita, hiện giờ không có thời gian rồi. Ngài chỉ cần ký tên thôi. Có phải tiên sinh? Rốt cuộc chúng ta cũng đến rồi. Vất vả mọi người quá. Hôm nay chúng tôi muốn đến núi Yasen. Người qua đây đi. Có thể chuẩn bị xe tất nhiên rồi. Cậu sắp xếp đi. Đây là em vợ của đường tiên sinh. Cô ta cũng bị đem đi rồi. Chúng tôi phải xin giúp đỡ tìm cô ta. Con gái đường tiên sinh tối qua bị hại rồi. Thật sự xin lỗi. Anh gọi em. Em trả lời anh. Âm thanh giống như tiếng vọng ở thung lũng vậy. Thật hạnh phúc. Cậu sao? Cái gì? Bầu trời thật trong xanh. Hai người thanh niên. Kadokawa.
Cô ta rất đẹp. Cô ta sống như vậy thì chết đi còn tốt hơn. Tôi muốn trở về Nhật Bản. Tìm thấy em gái chưa? Nó không có về đây. Tiên sinh Rabi, tiên sinh, ngài không thể đi được. Tạm biệt những bạn hữu của tôi. Nhất định phải bảo trọng. Tiên sinh Ravi, vali của ngài đây. Xe của ngài chỉ có thể chạy đến đây thôi. Đem hành lý của ông ta xuống đi. Chúng tôi sẽ có người xách hành lý giùm ngài. Tốt thôi. Có thể giúp tôi dẫn hai tùy tùng này qua bên đó không? Tôi sẽ thử. Mời qua bên đây.
Lâu quá không gặp. Anh khỏe không? Vợ anh thật là đẹp đấy. Tiên sinh Rabe chỉ có thể dẫn theo một trợ lý và người nhà của ông ta thôi. Tôi biết. Đi đi. Anh ở lại để tìm em gái. Quay lại đi. Tiên sinh chỉ có thể dẫn theo một người thôi. Anh đang làm gì vậy? Còn sống là tốt lắm rồi. Tôi ở lại để cô ta đi. Anh ta nói anh ta đã quyết định. Đi đi. Yên tâm được rồi. Lương tháng sau anh sẽ gửi cho em đúng thời gian. Khi ăn thức ăn phải cẩn thận một chút. Cảm ơn. Tiện vợ tôi đó mà.
đứng lại. Bên phải, quay, bỏ súng xuống, chuẩn bị, ngắm chuẩn, bắn, lên đạn. Con người tất sẽ chết thôi. Đây là một nơi rất đẹp. Vợ tôi mang thai rồi. Vợ tôi lại mang thai rồi. Ngắm chuẩn, bắn, nghiêm, bên phải quay. Chạy đi. Tất cả phụ nữ và trẻ con đứng hết sang bên này. Nữ, xếp hàng bên này. Còn các người thì qua đây. Các người, chú ý lắng nghe. Nếu trong các người có binh sĩ Trung Quốc, hãy mau đứng ra đây. Nếu các người không tự giác, nếu bị điều tra ra, lập tức bị xử bắn. Các người tự đi ra, hoàng quân sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người, sẽ cho các người việc làm, cơm ăn, còn cho tiền nữa, 2 hào một ngày. Nếu như không chủ động đi ra, các người chắc chắn sẽ bị xử bắn. Các người tự hiểu mình nên làm như thế nào. Đi lên phía trước đi. Hàng sau, đi lên phía trước. Hàng sau, dẫn hắn đi. Người qua bên đây. Con nít đi chỗ khác đi. Người tiếp theo qua đây. Nhanh lên, nhanh. Người, xem cái nào.
Người qua đây. Dẫn hắn đi đi. Đi. Đi lên phía trước. Cô giáo Khương, cứu tôi với. Cô giáo Khương, không được manh động. Cô giáo Khương, cô phải cứu tôi. Không được đứng lại. Cứu tôi. Cô giáo Khương, cô phải cứu tôi. Kéo bà ta lại. Câm miệng. Yên lặng đi. Lùi ra sao. Tôi phải nói chuyện với cấp trên các người. Chỉ nói với hắn vài câu thôi. Để cho những người ngoại quốc ra đây. Cô là người Trung Quốc. Đừng chen lấn nữa. Tiểu thư qua sẽ nghĩ cách giúp mọi người. Đừng lo lắng. Bọn họ sẽ không tha cho những người này đâu. Chúng ta không sợ binh sĩ Nhật Bản. Chúng ta phải kiên cường. Có thể làm phiền một lát không? Sếp à, chúng tôi mong ngài nghe những lời thỉnh cầu những người phụ nữ kia. Vì chồng và con của họ. Họ đều là dân thường. Đồng sự của tôi cũng bị bắt trên chiếc xe kia. Anh ta không phải là binh lính. Mong ngài thả bọn ta ra. Mizukami Furuta. Cô Khương, có tin tốt. Người nào có chồng và người thân có thể qua bên đó tìm. Dạ biết. Nhưng mỗi người phụ nữ chỉ được cứu một người thôi. Chỉ một người thôi. Nghe tôi nói. Nếu như người thân của các chị ở trên chiếc xe kia, bây giờ có thể đi cứu họ về. Đi cứu họ về đây. Có nhiều quá không? Cô Khương, cứu tôi. Cô Khương, cô phải cứu tôi đó. Bác Trần. Thầy Trần. Là chồng của tôi. Là hắn hả? Người xuống đi. Cô Khương. Cô Khương, cứu tôi. Cô Khương, cảm ơn cô đã cứu tôi. Rất cảm ơn cô đã cứu tôi. Yên tâm đi. Không cần. Người xuống dưới đi. Mẹ. Cha ở bên kia kìa. Cha. Chỉ có thể nhận một người thôi. Giàn sinh cậu. Nó là con trai của nhà tôi. Các người về đi. Cha. Mau đi. Cô Khương, giang sinh cô. Xin cô hãy cứu cha tôi. Gia đình chúng tôi làm ăn nhỏ mà. Các người, có nghe rõ không? Ai nhận nhiều sẽ bị xử bắn. Các người phải chú ý. Một người có thể nhận một người thôi. Cô Khương, tiểu đầu. Đừng chen lấn, tiểu đậu. Còn nít, tránh ra. Tiểu đậu.
Đội trưởng, có một người phụ nữ hành vi rất khả nghi. Cô giáo Khương, Triệu, đi đi. Cha, cảm ơn cô giáo Khương. Cảm ơn con thấy tiểu đậu. Đứng lại, cô qua đây. Người là lính, qua đây. Lại là cô. Lần này tiên sinh Rabi cũng cứu không nổi cô đâu. Người của chúng tôi sẽ rất vui. Dẫn đi. Giết tôi đi. Kadokawa, cô Yuriko có ở đây không? Cô ta ra tuyền tuyến và bệnh chết ở đó rồi. Giúp tôi xây ngôi mộ cho cô ta. Cô ta từng là vợ của tôi. Yuriko từng là vợ của tôi. Đứng lên.
Bắt đầu. Đứng lại. Thả bọn họ đi.
Đi đi. Đi đi. Sống còn khó khăn hơn là chết. Kadokawa, Thank you.